Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Hạ tầng Quảng Ninh đang phát triển vượt bậc so với phần còn lại khi mà các cái khu nghỉ dưỡng ven biển, nhà phố thương mại, khách sạn 5 sao liên tục được xây mới và khánh thành. Hạ tầng giao thông hoàn chỉnh khi đây là tỉnh tiếp theo sở hữu đầy đủ 3 loại hình giao thông lớn với đường hàng không là sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tàu quốc tế Hạ Long và là tỉnh có số km đường cao tốc nhiều nhất của Việt Nam với hơn 1.000 km. Hôm nay Hải Phòng cho tôi xin mời các bác cùng cập nhật nhanh tiến độ các dự án đang diễn ra vô cùng tấp nập tại khu vực bãi cháy của thành phố Hạ Long. Nhắc đến các dự án đang diễn ra tại Hạ Long thì không thể không nhắc đến chùm cuối của khu vực này, đó chính là Sun Group Hạ Long. Trước mặt các bác đây chính là toàn cảnh hệ sinh thái của Sun Group tại khu vực bãi cháy Hạ Long với rất nhiều các loại hình dịch vụ. Toàn bộ hệ sinh thái này được trải dài từ chân cầu bãi cháy và kéo dài cho đến khu vực phòng xuyến Cái Răm. Một số các cái phân khu có thể điểm tên như các cái dự án bất động sản cao cấp Sun Grand City Feria, các cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng như Sun Premier Village, Hạ Long Bay Resort, dãy nhà phố thương mại với màu sắc cực kỳ rực rỡ, đó là Sun Grand World Plaza, tổ hợp chuỗi công viên trò chơi mạo hiểm Sun World Hạ Long Complex, dãy nhà Soho mặt biển Sun Marina, quảng trường Sun Carnival và rất nhiều các cái tổ hợp khác nữa đang được Sun Group triển khai tại khu vực này. Trước mắt các bạn đây chính là dự án Sun Grand City Feria. Thực ra thì cái dự án Sun Grand City Feria này đã hoàn thiện xong và đã được mở bán từ năm 2021 cơ. Tuy nhiên thì với một cái view siêu đỉnh như này thì Hải Phòng cho tôi vẫn xin giới thiệu lại với các bác thêm một lần nữa. Dự án Sun Grand City Feria được triển khai xây dựng trên diện tích khoảng 20 hecta, bao gồm 479 căn biệt thự, có 3 loại hình chủ yếu đó là đơn lập, song lập và tứ lập, cùng nhiều loại diện tích khác nhau cho các khách hàng có thể lựa chọn. Ngoài Sun Grand City Feria Quảng Ninh thì Sun Group cũng đang triển khai rất nhiều các cái dự án bất động sản Sun Grand City khác ở các tỉnh thành khác như Sun Grand City Quảng An Hà Nội, Sun Grand City Thụy Khuê, Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc. Với Sun Grand City Quảng Ninh thì dự án này được chia thành hai phân khu chính, đó là phân khu Caviar và phân khu Maloka. Xét giữa hai phân khu này của Sun Grand City chính là tổ hợp các cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp Sun Premier Village Hạ Long Bay Resort. Đây là một trong những cái sản phẩm bất động sản đầu tiên của Sun Group tại Hạ Long, được trình làng từ những năm 2019 cơ. Khu nghỉ dưỡng này sở hữu rất nhiều các cái tiện ích như hai bể bơi, các cái công viên, rồi là khu phố dạo bộ, cả ba ngoài trời nữa. Đây là hình ảnh dự án The Holiday Hạ Long, một vị trí tuyệt đẹp, hiện lập ngay sát trục đường Hạ Long. Phía trước là công viên Sun World Complex. Đây là một tòa nhà cao 39 tầng, chủ đầu tư là Hạ Long Bay Hotel. Và đơn vị triển khai thi công chính là tổng thầu Ricoh. Thêm một dự án nữa có một vị trí siêu đỉnh, đó chính là Legend Bay Hạ Long. Vị trí nằm trên đỉnh đồi của bãi cháy và đang được tổng thầu Aecon triển khai thi công. Nằm ngay tại chân cầu bãi cháy là dự án chung cư cao cấp Sun Marina Town và các cái dãy Soho thương mại Sun Marina Plaza và Sun Harbin Plaza. Sun Marina Plaza là tổ hợp gồm khoảng 230 căn shop house nằm ngay kế bên tòa tháp đôi 50 tầng này, với một mặt view bến du thuyền, một mặt view bãi tắm nhân tạo Hạ Long. Các cái căn shop house này thì đã hoàn thiện xong mặt ngoài và cũng đã được sơn với cái màu sắc khá trầm so với lại những cái căn shop house trước đây của Sun Group.
Sun Mara Plaza thì đã được Sun Group khánh thành, và đây cũng là cái khu vực hiếm hoi của Hạ Long được mở cửa 24/24. Đây là hình ảnh ngọn hải đăng bãi cháy. Còn đối diện sang phía bên kia thì cũng có một vài cái căn shop house cũng của tập đoàn Mặt Trời, và cũng đang được triển khai với tiến độ rất là nhanh. Đó chính là dự án mang tên Sun Harbor Bay Plaza. Đây cũng là những cái căn nhà shop thương mại với khoảng 210 căn và có cái nét khá tương đồng với lại Sun Mara Plaza. Dự án chung cư cao cấp Sun Marina Town nằm ở vị trí trung tâm. Đây sẽ là một tháp đôi với 50 tầng nổi. Phía trước là bến du thuyền, phía sau là công viên Sun World Complex. Ở thời điểm hiện tại thì dự án này vẫn đang tiếp tục được ép cọc thì phải. Đây là hình ảnh tổ hợp công viên trò chơi bảo hiểm Sun World Hạ Long Complex với hai loại hình, đó là công viên nước và công viên rồng. Tổ hợp 3 tòa khách sạn liền kề của tập đoàn Mường Thanh, bao gồm Mường Thanh Central và Mường Thanh Luxury. Còn đây là hình ảnh quảng trường Sun Carnival. Đây là nơi sẽ diễn ra các sự kiện chính của thành phố Hạ Long như Carnival Hạ Long. Với dự án Domino Hạ Long thì đây sẽ là vị trí dự kiến được triển khai cái tòa tháp 99 tầng này. Tuy nhiên thì nó vẫn đang nằm bất động và có lẽ phải chờ đợi Sun Group thêm một thời gian lâu lâu nữa. Như vậy là Hải Phạm tôi đã cùng các bác đi qua một vòng khu vực bãi cháy Hạ Long và cập nhật nhanh những cái tiến độ các dự án đang diễn ra tại khu vực này. Các bác thấy sao về tiến độ triển khai thần tốc các dự án tại khu vực bãi cháy Hạ Long này? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phạm tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin chào.